Tiếp tục tin liên quan đến vụ rò rỉ khí amoniac NH3 tại trạm chiết ga amoniac thuộc công ty Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vào sáng qua làm 4 người phải nhập viện. Nhóm phóng viên thời sự chúng tôi đêm qua vẫn bám hiện trường và có những ghi nhận sau đây. Theo Trung tâm Sức khỏe Lao động thì hiện tại mật độ NH3 đo được tại khu vực nhà máy này vẫn còn khá cao. Người dân cũng đã tiến hành các công việc để tống bớt khí độc ra ngoài như là dội nước hoặc là mở cửa cho thông thoáng. Tuy nhiên thì mùi cây nồng vẫn còn hắt trong không khí. Mình tự bảo vệ nhà mình thì cũng như xịt nước rồi mở rất nhiều quạt, mua thêm mấy cái quạt nữa quạt cho nó tống ra, nó tống không khí độc ra. Đó, vậy đó, vậy thôi. Chứ giờ biết làm sao, còn cháu thì đem gửi hết. Theo những người dân ở đây thì buổi sáng thời điểm xảy ra vụ rò rỉ khí thì họ nghe thấy một tiếng động mạnh trong khu nhà xưởng và mùi khí cây lan tỏa nồng nặc ra bên ngoài. Chút xíu nữa tôi té xe rồi, tại vì nó nghe cái mùi cây nó từ đâu mà nó tấp vô cái mắt, hết hồn hết vía trơn. Mà tôi đang chạy xe rồi là nó nghe nó nóng con mắt mà nó cay, nó nồng mà nghe cái mùi khai khó chịu luôn. Theo thông tin của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện đã có một ca cấp cứu đã ổn định, một ca vẫn đang thở máy, một ca tiếp tục chuyển đến bệnh viện mắt. Người dân cho biết thì đây không phải là lần đầu tiên mà sự cố rò rỉ khí amoniac xảy ra tại công ty này. Với những cái gì mà phóng viên Lê My vừa mới phản ánh thì thấy là cây cối mà nó héo như vậy thì huống gì là sức khỏe con người, đúng không? Và các bác sĩ nói rằng là nếu như mà hít phải cái khí NH3 amoniac này nồng độ cao thì có thể là dẫn đến là bị tổn hại về những hô hấp, nè, về họng, về mắt, mà có thể là gây mù hoặc là gây viêm phổi và nặng hơn là có thể tử vong. Còn nhẹ nhẹ một chút thì có thể là gây kích ứng hô hấp rồi bị ngạt thở, bị khó chịu. Như vậy mà nếu mà cái người nào mà không may mà cái tiếp xúc hoặc là hít phải cái khí amoniac này thì cần phải nhanh chóng được xúc rửa và sơ cứu ngay lập tức, nếu không thì sẽ gây tổn thương các cơ quan trên cơ thể. Vâng, và còn với khi mà chúng ta rơi vào cái trường hợp này đó thì người dân cũng cần đừng có bị đóng kín cửa lại để cho khí nó làm sao mà mở toang cửa ra rồi ở một cái nơi thông thoáng để cho khí nó có thể thoát ra ngoài và tránh gây ngộ độc khí.